lục xã với nhà thầy cha đó. Đây ông bà ngoại cho nha, cảm ơn mình có quay vậy đó. Rồi mình sẽ chấm với nước con xã lại cho mẹ coi nha, cho mẹ một cái đây, cho mẹ một cái thôi. Đúng rồi mẹ, cảm ơn. Không, đây chứ sao nè, cho mẹ coi. Đúng rồi mẹ, cảm ơn. Có ăn được không? Đây là con ốc bù. Đây con ốc nè. Đây mà mọi người nha. Đây mình sẽ chấm xả. Chấm xả. Đây. Nước cái mắt người. Đâu quá mà muốn nè. Thích ăn cái gì? Ừ, phụ cho. Lòng ăn mấy năm nữa mẹ. Thì hãy tìm ông xã vào. Tôi hỏi đổ nghe ngồi nghỉ ăn. Lâu lắm rồi mới ăn món này nha. Nhưng mà bà ngoại cho anh. Này giờ bà ngoại có cái nhà. Con có dùng đâu. Thế không ai muốn ăn nha. Trả rồi cho mẹ cái khác nữa. Ngã rồi. Mẹ cho con bự này cái. Ốc này mới chưa? Nó ngon lắm mọi người. Lâu lắm mình mới ăn. Gặp là ốc nhà mình nè. Không phải ốc của mình chợ nè. Nhà mẹ mình vớt nè. Tối rồi mình mới ăn cái sao. Cái này hồi nhỏ mình hay thường đi bắt ốc bán rồi. Đấy nó có mấy miễn phí nè. Con bắt sao? Con chào được. Con nói nè. Gì? Nói lại. Cái gì? Đây là con ốc bít nè mọi người. Hay gọi là ốc đắng nè. Tuổi thơ ai đã từng được ốc hương. Cho mẹ cây thôi, mẹ để ngoài lúc này. Đó, nhà mình nhiều ốc lắm, giờ hết rồi. Đây mẹ vớt mấy ngày mới được nhiều. Rồi chị cơm đó em, mình với bạn mình đi giật ốc quả ốc này bán này, mò là cái chục ký cái này cũng nhiều, có mấy chục ngàn người chọn chục ký là bộn chị ơi.
Rồi, ốc là 50 nghìn một ký nha. Ốc loại bự luôn. Nó mọc cái hết, ngon hết. Đây, có ốc nhỏ nhỏ đầy như này. Nó rất là chắc người. Ngõ nữa có vỏ không? Ngon. Mời cô chú đi. Nếp đâu ăn này. Nó là ốc nhà ngon thiệt luôn. Nó nhỏ mà nó mập phù luôn nè. Cứng quá. Ốc này ngon lắm. Dễ gì kim ăn đây nè. Tên luôn. Lâu lắm mới được cảm giác ăn ngon như vậy. Cho mẹ lỡ cho có hết. Cũng ngon luôn kìa. Đây, cho mà ngon của con ốc tấm nè. Ôi, bụng mình dài. Ăn nhiều nha. Biết tất mọi người. Lâu lắm mới được có bữa ăn ngon như vậy luôn. Ốc ở nhà mình nè. Bắt ăn cực kỳ ngon ha. Bye bye, hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo nha. Nếu thấy thích hãy bấm đăng ký like và ủng hộ giúp hai mẹ con hết nha. Còn bây giờ thì bye bye mẹ ơi. Bye bye. Bị gió con xuống đây. Cái nữa. Bye bye. Ừ.